Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại Hoa viên Long Khánh. Lần trước thì mình cũng có làm video một lần về hoa viên rồi, thì hôm nay thì mình xuống mình thăm lại thì hoa viên đã có một sự thay đổi rất lớn các bạn. Đó là cái không gian vườn đã được làm sạch sẽ hơn, cây cối sắp xếp lại gọn gàng hơn các bạn. Thì đây mình sẽ quay sơ một vòng cho các bạn xem một số cây thôi nha. Tại vì nó cũng quá nhiều, mình chỉ quay sơ một số cây mới và cái hồ cá coi. Ở đây có một cây duyên tùng các bạn, đây. Cái duyên tùng này rất là to. Đây các bạn, cây này thì cái đường kính chậu nó 1 mét, tầm 1 mét các bạn. Thì cái cây này, cái độ tàn, độ phủ bì của nó thì nó khoảng 2 mét, đường kính với độ cao khoảng 2 mét, từ dưới chậu lên khoảng 2 mét. Thì nó rất là khủng, nên hình thì nó hơi nhỏ nhưng mà ở ngoài thì rất là khủng. Đây, hàng này thì các bạn có thể thấy cái đường thân lũa của nó, hàng thì nhập nước ngoài về không? Đây, các bạn có thể thấy lũa thân nó này, độ xoắn chắc của cái cây duyên tùng này. Đó, lũa này các bạn, quá khủng, quá đẹp. Đây, quay cho các bạn xem này, đường thân lắc lư của nó này, đường chuyển này. Đó, những cây duyên tùng thì nó có đặc biệt có những lũa rất là đẹp các bạn. Thì ở đây thì có một cái đồi tùng, thì bên kia có một cái cây, cái tùng các bạn, cái tùng đó là gọi là ánh bảo, cái tùng mùa thu các bạn. Đây thì cây mai chữ thủy, cây này thì cũng khá là khủng. Cái đường kính chậu thì cái chậu này nó khoảng tầm, con mình đo thử coi, 1 2 3 80 80, với cái này khoảng 1m2 các bạn, 1 2 3 4 5 6, 1m2, 1m3, 80, 1m3. Cái bộ tàn của cây này thì nó khoảng 1m rưỡi, rất là khủng. Còn đây có một cây tùng, cái tùng này là cái tùng tùng Đài Loan này các bạn. Cái bộ tàn nó này các bạn, gốc này, bệ của nó này các bạn. Cái bệ cây này thì quá kinh khủng luôn, tay cành nó, cái tay cành nó, đây cái tay của nó này các bạn, tay của nó này. Đó, cái tay nó khoảng 50, hoành tay 50. Còn gốc này thì khỏi nó rồi, gốc này hoành của nó cỡ khoảng 100, chỗ này khoảng 100 nè, cái chỗ này khoảng 80, quá to luôn. Cái bộ tàn của nó thì từ đây qua đây thì nó tầm khoảng 2m rưỡi, độ cao thì khoảng hơn 2m một tí, rất là kinh khủng. Nói chung là cái tùng khủng đó. Từ đây qua đây mình sẽ quay đây một cái tùng nữa các bạn. Đây là cái tùng kim cương. Đây các bạn thấy cái tùng kim cương, cái lá nó nè, đỏ rất là đẹp luôn, lá nhỏ xíu, chú bú bú bú. Đây là những hàng này là hàng nhập nha các bạn. Đây, các bạn thấy củ nó không? Đó, tay cành nó nè. Đấy, thì nuôi này, người ta nuôi dạng tàn này, nước ngoài nó nuôi các bạn, thân nó lắc này, tay cành tỷ lệ hết này. Có đá các bạn, nuôi thằng bánh này. Một cái tùng, nó cái tùng kim cương nó mà ra lá non thì tuyệt vời các bạn. Đây, tay cành bộ tàn của nó là ok hết rồi. Thì cái đây các bạn, người ta nuôi nước ngoài, người ta nuôi các bạn, chi số 1 này, số 2 này, bạn thấy không? Những cái chi này, người ta cái chi này nó vẫn có cái chi to này, cái chi này to hơn cả cái chi dưới này các bạn. Đây là chuyện bình thường. Đây, như trên này này nó còn to hơn cả dưới này các bạn, nó chuyện bình thường. Mình thấy thì cũng không quan trọng lắm, không quan trọng lắm, mà cứ phải ở dưới to trên nhỏ các bạn. Trong thiên nhiên thì cũng có tay to tay nhỏ khác nhau, chứ không hoàn toàn là nó cứ phải là đều như nhau các bạn. Đấy, rồi mình bây giờ mình sẽ quay qua cái hồ cá coi cho các bạn xem thử nhá. Đây là cái không gian uống trà này, không gian trà đạo. Đây cái hồ cá coi này, coi tuyệt vời, các bạn quay gần các bạn xem nha. Đây những cá coi này các bạn, cả kokaku các bạn. Những con này tép màu tuyệt vời luôn, con này một tép này, con kia một tép, hai tép, ba tép, bốn tép, bốn tép, năm tép luôn các bạn. Mình trà gòi này, hồ này sâu khoảng hơn 1 mét, những con cá kia nó tầm 60 cm các bạn, những con to nào 6-70 cm này, trung bình là
50cm, 40cm, 60, 70. Nên hình thì nhìn nhỏ xíu vậy thôi các bạn, nhưng mà con này là 50 mấy, 60cm này các bạn. Đây, Tancho này. Tancho này phải 50. Cha em này. Em này thì nó tầm khoảng 60. 60cm. Quá khủng. Đây mấy em bên này nữa. Chà em vàng kia 670 các bạn, mấy con này là toàn hàng khủng. Người ta bị quay qua video các bạn nhìn nó nhỏ xíu à. Ngoài nó to kinh khủng các bạn ơi. Đây. To kinh khủng luôn, nhưng mà vô hình những cái tí tẹo. Đây cái làm cái này thì làm một cái đá cuội các bạn, đá suối tự nhiên. Đó. Làm nhìn rất là hoang dã, rất là thiên nhiên. Đơn giản nhưng mà đẹp. Rồi, quay sơ qua cho các bạn xem cái không gian chút xíu. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.